Let Chua Shop xin chào anh em. Trong video DIY Do It Yourself hôm nay, Shop sẽ hướng dẫn anh em cách lắp đặt đèn pha LED Philips Ultinum Essential Gen 2 với chuẩn H4. Cho xe máy được sử dụng để quay video là Exciter 150. Cách lắp đặt trên ô tô với trục cao su có lỗ hoàn toàn tương tự. Anh em cùng quan sát lại thiết kế của đèn Philips Ultinum Essential Gen 2 trên H4. Trước khi lắp, anh em cần đảm bảo đèn xe đã được chuyển sang điện bình. Nếu cắm vào điện máy, đèn xe hư ngay lập tức. Đầu tiên, chúng ta cần tháo đèn zin nguyên bản. Bước 2, tháo rời chân nhựa ba cạnh của đèn LED và lắp vào chóa. Bước 3, lắp trục cao su trở lại như ban đầu. Cuối cùng, lắp thân đèn vào chân đèn và cắm rắc đèn vào chuôi cắm trên xe. Anh em chú ý vị trí miếng chắn chống chói. Sau khi lắp đặt hoàn thiện lên xe ở vị trí phía dưới như trong video. Nhiều dòng phân khối lớn và ô tô sử dụng trục nhựa hoặc trục cao su kín thay vì trục cao su có lỗ. Cách lắp đặt hoàn toàn tương tự, trừ việc toàn bộ đèn sẽ nằm gọn trong trục. Anh em lưu ý, đèn tản nhiệt bằng quạt sẽ hút không khí từ phía sau và đẩy về phía trước, tạo luồng gió lưu thông chủ động làm mát cho đèn. Trường hợp sau khi lắp đặt, nếu trục cao su bị ôm quá sát thân đèn hoặc quạt tản nhiệt nằm quá sát đáy trục nhựa, do không lưu thông không khí tốt, đèn có thể bị rút ngắn tuổi thọ. Như trong video là hình ảnh VinFast Fadin lắp Philips Essential Gen 2. Thân đèn hầu như bị bịt kín phía sau quạt. Với những dòng xe này, việc lựa chọn đèn pha LED với thiết kế pha LED dùng lá lồng tản nhiệt sẽ phù hợp hơn. Trong video DIY tiếp theo, Shop sẽ hướng dẫn anh em lắp đặt Philips Ultinum Essential Gen 2 với chuẩn H11, HB3 và HB4. Let's Chua Shop xin cảm ơn sự theo dõi của anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của Shop.